5 bí kíp để có một mái tóc khỏe mạnh không khô sơ gãy rụng. Thứ nhất, không chải tóc khi ướt, dùng lược có răng thưa. Thứ hai, tạo bọt cho dầu gội trước khi bôi lên tóc. Thứ ba, không gội đầu bằng nước quá nóng, sấy ở nhiệt độ cao. Thứ tư, lau ráo tóc trước khi bôi dầu xả. Thứ năm, chọn dầu gội và dầu xả phù hợp. Bản thân là một người thích tóc dài và có mái tóc khá là dài tới chấm hông. Thì mình chọn bộ đôi sản phẩm dầu gội và dầu xả thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương để chăm sóc cho mái tóc của mình và gia đình. Bởi những ưu điểm vượt trội của nó, thành phần chủ yếu của sản phẩm đó là gồm có chiết xuất bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu, cỏ mần trầu, chiết xuất bầu hòn, chanh, xả và một vài thành phần khác. Thì khi mà nghe đến đây chắc hẳn các bạn đã liên tưởng đến những cái nồi nước gội đầu mà của mẹ, của bà chúng ta nấu hồi xưa đúng không ạ? Không cần đến nồi nước đó đâu ạ. Sản phẩm dầu gội và dầu xả của Đông y Thanh Mộc Hương cực kỳ thơm luôn. Ngoài ra do thành phần là hoàn toàn là các cái thảo dược dân gian cho nên bộ đôi sản phẩm này phù hợp với rất nhiều loại tóc và da đầu. Vậy vậy còn chần chừ gì mà các bạn không thử trải nghiệm cái bộ đôi sản phẩm này, hãy zing ngay về cho gia đình mình để được trải nghiệm cái sản phẩm dầu gội dầu xả quốc dân của Đông y Thanh Mộc Hương bạn nhé. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiên tha êm đềm, một chiều im nghe tóc hát khẽ mơ màng. Buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây, lướt gió êm đềm. Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa, nở trong bình minh. Phải chi mình mềm thật mềm và xuân, sóng xanh trong chiều. Để mai vẫn bay giữa bầu trời xanh, đắm say cùng gió với mây. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió.